Đã 2 năm kể từ khi cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai và sự thật kinh hoàng tại đây dần được hé lộ. Đến nay, những người có liên quan đã lần lượt bị khởi tố và đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật. Trong đó, bị can Lê Thu Vân bị khởi tố cùng có bị cáo Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Tùng Dương, sinh năm 1995, Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998 và Cao Thị Cúc, sinh năm 1962. 6 bị cáo này đã bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt các mức án từ 3 năm đến 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, vào tối ngày 28 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, đang tại ngoại, trú tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, đã qua đời vào sáng cùng ngày do bệnh nặng và sức khỏe yếu. Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Thu Vân sống tại nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cùng với 6 bị cáo khác là Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc. Tại Tịnh Thất Bồng Lai, bị can Lê Thu Vân cùng các thành viên khác đảm nhận việc nấu ăn, chăm sóc, dạy học cho những trẻ em sống tại đây. Bên cạnh đó, bị can Vân cũng bị cáo buộc cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội như YouTube, Facebook, xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác. Ngày 12 tháng 5, bị can Lê Thu Vân bị khởi tố cùng với hành vi của các đối tượng trên, nhưng bị can Lê Thu Vân không có mặt tại địa phương, nên ngày 1 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra đối với bị can này. Sau thời gian lẩn trốn, tối ngày 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Long An đã di lý Lê Thu Vân về Long An để điều tra xử lý. Do bị bệnh hiểm nghèo, bị can Lê Thu Vân đã về nhà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bị can Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú. Được biết, trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản năm chú tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên Official, đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực. Bị can Lê Thu Vân không có chồng, nhưng có 3 người con là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cả 3 đều đang thụ án. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 7, Nhất Nguyên đang thụ án tại trại tạm giam B34, bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và ông Lê Tùng Vân là những người đã sống tại hộ bà Cao Thị Cúc. Gần 10 năm trước, bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà và biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp, tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra Công an Long An cho biết, đến đầu tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Bước đầu có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Nhất Nguyên cùng các bị cáo còn lại nhận mức án 3-4 năm. Bản án xác định từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube 5 chú tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Theo ghi nhận, kể từ năm 2022, những thông tin liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai được dư luận rất quan tâm. Các ý kiến đều cho rằng phải xử lý kiên quyết những vi phạm tại đây, đặc biệt là hành vi lợi dụng, giả danh để trục lợi trái đạo đức, vi phạm pháp luật của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh từ năm 1990. Nơi này có hàng chục người lưu trú, được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già neo đơn.
Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Lý do cơ sở này hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường, việc đăng ký tạm trú và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định. Năm 2014, ông Vân bán hết đất đai tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận con nuôi làm từ thiện, đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Đến nay, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Năm 2014, hình ảnh thí sinh trong trang phục tu hành, áo lam và mũ len che đầu không có tóc của Lê Thanh Huyền Trân sinh sống tại Tịnh Thất Bộc Lai sau khi tham gia cuộc thi giọng hát Việt Nhí đã thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chỉ đoạt giải Á quân, thế nhưng cô bé 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân đã thăng hoa với những ca khúc nhạc Trịnh và làm nức lòng khán giả. Năm 2017, bỗng dưng Tịnh Thất Bồng Lai nổi lên một cách khá bất ngờ. Thông tin ở đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở và mùi thơm cách xa hàng trăm mét vẫn ngửi được, khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là một loại nấm hoặc trứng côn trùng. Sau đó, hai tu sĩ sinh sống tại đây là Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên, tự xưng là người tu hành đi thi hát Bolero trên đài truyền hình Vĩnh Long, đã làm nhiều người quan tâm. Khi vừa xuất hiện, cả hai đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo vì chất giọng ấn tượng của họ. Sống với Huyền Trân, họ cũng tự nhận là mồ côi, được thầy ông nội Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định không có cơ sở thờ tự nào tên Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đó, hai thí sinh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đã rút khỏi chương trình vì lý do sức khỏe. Tháng 7 năm 2018, năm chú tiểu sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai tham gia chương trình thách thức danh hài và đạt giải cao. Năm em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đến từ Tịnh Thất Bồng Lai cũng được giới thiệu là trẻ mồ côi. Sau khi bước ra khỏi chương trình, cuộc sống và hình ảnh của các bé được cư dân mạng quan tâm hết mực. Kênh YouTube riêng của năm bé có tên Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đạt được 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt. Trong fanpage Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ cũng có đến 397.000 lượt thích. Từ đó, Tịnh Thất Bồng Lai trở thành điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong ngoài nước, gửi những quà tặng, tiền để hỗ trợ 5 đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu này. Tháng 10 năm 2019, một nhóm người đến Tịnh Thất Bồng Lai tìm con gái và xảy ra xô xát gây thương tích dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo tiếp tục diễn ra tại đây. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh Long An đã điều tra về Tịnh Thất Bồng Lai và phát hiện 5 chú tiểu mồ côi đều có mẹ ở cùng. Đặc biệt, nhiều người sinh sống tại đây có mối quan hệ huyết thống. Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Long An phối hợp với đài truyền hình tỉnh Long An phát phóng sự về Tịnh Thất Bồng Lai với tên gọi Sự Thật Về Nơi Tự Xưng Tịnh Thất Bồng Lai. Theo đó, nơi này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng xót thương của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Tháng 10 năm 2021, Lê Thanh Minh Tùng tự xưng là con trai ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân và em gái. Ngày 5 tháng 11, tại buổi họp báo thường kỳ quý 4 năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi và nhiều tội danh khác xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Ngày 5 tháng 1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án đối với ông Lê Tùng Vân để điều tra về các tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Ngày 7 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Đến giữa tháng 4 năm 2024, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi loạn luân thời điểm sống tại hộ bà Cao Thị Cúc.